Có lẽ đây là bữa sinh nhật mà nhiều chị đẹp ở bên cạnh em nhất trong cuộc đời này luôn. Nhiều ông lớn nhất. Mộc hết chưa? Thấy không? Thấy không? Mộc này, Mộc này chị. Mắt Mộc ơi là Mộc luôn nè, thấy không? Em thấy mắt cái mặt, chứ cái mặt em là có. Ủa? Mới cho, mới cho, mới cho, mới cho. Ôi ơi. Này, ủa chị ơi, chị chạy qua đấy chị ngồi đấy. Hà Kino ơi, em là có căn phục vụ lắm luôn. Chị ơi, em nhớ là chị có mấy nhà hàng đấy đúng không? Ý là sao bây giờ em định làm leader hay làm gì? Không làm gì cũng được, biết làm là được chị ạ. Mọi người vui là được. Đúng rồi. Em làm vì đam mê chị mà. Chị cho phép em phục vụ trong chương trình chị đẹp thôi, bước ra ngoài là không được nha. Không được nhá. Chị được phục vụ các chị đẹp thôi. Xách vali rồi các chị. Các chị ơi. Vali thật là đối. Đối luôn kiểu. Mà sao nó không lên chuột nhờ? Em hay có chuột mà. Nhưng mà phải nói là này. Nhưng mà phải nói là nhà này thiếu khách. Mỗ bàn các thứ là. Em cầm phụ cho. Em cảm ơn chị. Ô, tại sao chị lại cho em màu đen? Có hai bộ đấy. À thế ạ? Có hai bộ luôn. Em không thích màu đen ạ? Không, em ngây thơ như này sao màu đen được? Chị nhìn em. Có của em không ạ? Em không nghe gì luôn. Nhưng mà em có chị, nhưng mà chắc không hợp với em rồi. Đúng rồi. Ôi rồi. Chị ơi, em không hiểu sao mà có thể lựa kén vào bánh bèo nhé. Cái em hợp kìa đó. Em ơi, Hà Kino ơi, em rất là hợp với bộ này chị nói thật. Đấy, em muốn thử đi chị. Crop top à? Nhưng mà cái kia thì không ạ. Crop top rồi. Nếu như em cảm thấy mặc được chị tặng thêm cho em cái này. Chị ơi, cái gì mà hen thích là em lấy đấy, bởi vì em buồn hen lắm rồi, hen có tim mới, hen bỏ em rồi chị ạ. Chị ơi. Có nè anh. Bà Trang này bà thích cái bộ màu hồng đúng không? Hả? Không, tôi bộ nào cũng được. Không, cái này là em tặng cho Hà Kino. Thế chị đi chị. Thôi em cứ cầm đi tấm lòng mà em về. Để bày tỏ lòng hiếu khách. Ôi, dễ thương lắm. Chị ơi, em để nghe luôn. Hợp hiền luôn á. Bộ đấy là của chị đấy, em buồn hết rồi. Anh á lớn, chị mặc đi chị. Ủa? Cái quần đó. Tại anh sai không có hả? Chị cái áo đó mà vô cái quần này cũng vô luôn đó. Này một là tông này mới. Bộ này đấy à? Nhóm, xanh nhóm. À? Xanh này thôi chứ đen sexy lắm. Thôi. Cái bộ này à? Cái bộ này à? Quá ha. Bộ này xinh đúng không? Okay. Xinh chị ơi. Thấy chưa? Anh Hà nhìn mặt em. Ôi, cái bộ này nó bé tí như thế mà dám đưa cho Hà Kino. Cái màn của tụi em á là hai cánh á là
khi mà em là tập chương trình xong là quá khứ quá khứ là bọn em quá khứ em với anh Hà hai góc hai đầu. Mọi người ở dưới bảo là biên đạo ơi có thể đổi cho Hà Kino với lại Hờ Hen á động tác hát được không, hai người đó giống như là con ế đấy. Ai kêu anh mà giống giống con ế, ai kêu giống con ế. Mọi người nói kiểu góp ý để đổi một cái động tác khác, ôi em bảo không, em thích động tác đó, em vẫn muốn làm. Cái xong đó là lúc ngày diễn em hỏi tiếp em còn giống con ế không, sau đó em bảo là không. Được rồi. Chả nhẽ người ta lại bảo là vẫn giống. Không, sự thật thì đã tốt hơn. Thôi là cố gắng. Chị xem không, chị nhớ là lúc mà công một lúc mà bọn em tập sân khấu ấy là lúc đội chị ở dưới đúng không? Em lúc nào cũng quên đội hình luôn ấy. Có cái đoạn mà em phải chạy về vòng tròn, chạy về đằng sau ấy. Đúng rồi. À lúc nào em cũng chạy về muộn. Thế chị. Đúng rồi. Mà chị... nó cũng về một cái đầu cười tươi luôn. Đấy, đấy là em tớ, chị tâm trí à, em muốn chia sẻ kinh nghiệm của em là kiểu mặc kệ thôi ấy, xong mình cứ cười giống chị Nga nói. Nguy hiểm nha. Không, khúc này mình không nghe được nha, nguy hiểm nha. Không cười được đâu nha. Không, em thấy khúc này hay đang thao túng tâm lý rồi. Thao túng tâm lý rồi. Em không banh được khúc này đâu. Không banh được, không banh được. Ngọt quá. Giờ hết không cùng tim em nữa rồi nên em cũng phải nói là đúng không, mình không là không, nhưng mà lúc mà diễn thì lại nhớ. Đâu, hay thật. Hôm trước tập vẫn còn quên nhưng mà hôm sau hôm công diễn thì lại thấy nhớ. Em thấy căng vậy á, Hen cũng cười nổi đâu. Alala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Onlala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.